Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Tôi về rồi nè. Trời ơi, Nhi về rồi hả? Uống miếng nước cho mát nha Nhi. Bộ bà hết đồ bận rồi đó anh. Anh Minh nói là anh Minh thích con gái mặc đồ giản dị, nhưng mà hôm nay anh Minh dắt người yêu về, Thanh không thể nào thua được, cho nên Thanh phải chọn bộ đồ này là thích hợp nhất, vừa giản dị vừa lộng lẫy. Chứ không phải là bận cái đầm này lên vậy. Bà chờ, bà trầu trực cái cơ hội ông Minh mà sơ hở một cái là bà làm đám cưới ông Minh liền, phải không? Bà làm đám cưới với ông luôn chứ gì. Tuyệt vời. Sao tôi không nghĩ ra cái chuyện đó nha. Có cái giấy đăng ký kết hôn, người ta có ship tận nhà được không nhỉ? Tôi sợ bà lắm rồi đó Thanh. Thôi thôi được rồi, đi lại đây, ngồi xuống cho đỡ mệt nè. Chuyện này cũng bình thường thôi nha. Không phải tôi, không phải. Nhi, Nhi đứng lên đi. Nhi ngồi xuống. Cái gì đây cộm cộm nè. Bà rảnh đúng không hả bà Thanh? Bà gài tôi hả? Bà làm gì vậy? Không phải. Cái này là để dùng cho người yêu của anh Minh. Thực ra Thanh chỉ muốn dùng Nhi để thử coi nó hiệu quả cái nào. Là sao? Anh Minh nói người yêu của anh Minh là một người hoàn hảo. Thanh sẽ cho người yêu của anh Minh hoa thơm, thành hoa thúi. Chúng dùng thủ đoạn thì mới thắng được, bà hiểu không? Thanh ơi, sao tự nhiên hôm nay bà thiếu tự tin về bản thân mình quá vậy? Không có giống bà bình thường chút xíu nào hết. Từ khi mà yêu anh Minh, tôi thay đổi dữ lắm. Chắc như mệt rồi đúng không? Thì uống miếng nước đi. Càng ngày tôi càng sợ bà lắm luôn á nha bà Thanh. Nước cam gì thấy gớm vậy? Nước cam trộn với lại muối ớt. Dạ. Cái này dùng cho người yêu anh Minh. Ngày hôm nay người yêu của anh Minh từ hoa tươi sẽ trở thành hoa thúi trong tay của tôi. Anh Minh tới. Bật nhìn tôi đi. Tôi ổn chứ? Ổn. Cái nơ này nó hơi bự quá phải không? Thôi được rồi. Đẹp. Chính ra Nhi à? À, tôi xin lỗi. Ủa anh Minh, hôm bữa anh nói là anh dẫn bạn gái anh tới mà bạn gái anh không đi nữa hả? Bạn gái anh tới rồi, đang lên. Em chào anh. Xin giới thiệu với hai em, đây là Hoa, người yêu của anh. Anh Minh. Em nghĩ là anh thích hoa hồng, hoa lan, hoa lài. Tại sao anh lại đi thích hoa cẩm tú cầu? Đúng rồi, anh rất thích hoa cẩm tú cầu. Nó vừa to to, nó bự bự mà nó tròn tròn nữa. Không sao. Không phải. Mỗi người đều có một nhu cầu. Nhu cầu gì chứ? Em sao vậy? Em không sao. Tuyệt vời. Thanh sao rồi nhỉ? Vẫn còn nằm trên phòng khóc đó anh. Em không nghĩ là đợt này bà lại đau khổ vậy luôn. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Mà anh cũng không nghĩ Thanh lại rất là thích Minh như vậy nữa. Anh Nhân nấu món gì vậy anh Nhân? Bữa nay anh định làm cái món mì trộn cá mà Thanh dặn làm cho Minh đó. Mà không biết giờ cần giảm cân hay là tăng cân nữa. Hay là anh đổi đi. Không cần đổi gì hết. Em sẽ không bao giờ chịu mập. Rồi, hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là bà bây giờ là bà chỉ thích bà trở thành hoa hồng thôi đúng không? Không có muốn trở thành hoa cẩm tú cầu chứ gì? Đúng rồi, tú cầu, tú heo vậy đó. Rồi.
đi lên lầu ha, nghỉ ngơi. Ngọc, đưa chị Thanh lên đi em. Đi 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 chị. Đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên. Đi 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 đi. Nhiều khi lúc mà mình buồn á, ăn uống rồi vô mình sẽ quên bớt nỗi buồn anh ha. Cái này em luộc nha. Dạ. Anh bỏ vô luộc sau đó rồi cạo ra. Thơm rất là tốt cho sức khỏe. Hôm nay mình cũng cắt nhỏ ra. Phần củ sắn này thì mình cũng sẽ cắt nhỏ ra giống như vậy luôn. Em bỏ cái phần bí này vô trụng đi nha. Trụng với lại cái nước sôi á hả anh? Đúng rồi. Trụng chín luôn chút em ạ. À. Chín. Rồi cà rốt để anh cắt nó nè. Nói là mì như vậy thôi chứ nhìn nó cũng rất là nhiều màu sắc và đủ chất dinh dưỡng luôn á anh nha. Phải màu sắc như vậy mới cung cấp nhiều chất xơ và vitamin tốt cho cơ thể của mình. Và nước đá cho nhìn cái màu nó tươi nè. Trên thị trường bây giờ nó có nhiều loại trái ô liu khác nhau, thì mình sử dụng cái loại trái ô liu mà đã lấy cái lõi rồi đấy. Còn dư lại thì mình cho vào trong tủ mát và sử dụng trong khoảng 30 ngày là tốt. Cái này ăn rất là tốt. Vớt củ sắn được rồi đó. À, cũng phải sắc nhỏ ra luôn. Em vắt nước cốt chanh cho anh đi nha. Dạ. Nghe mùi chanh không mà chảy nước miếng luôn anh. Chua. Trời, bắt nha. Anh cái chảo đó lên. Dạ. Loại mì này anh sử dụng loại mì khoai tây á, có nghĩa là có loại sấy, có loại chiên thì loại này là sấy. Em cũng thích ăn loại sấy. Được rồi. Trộn hơi sống sống xíu đúng không? Được rồi đó. Ok. Cái này mình ướp với một ít muối tiêu nè. Phần cá với một ít hạt nêm, ít tabasco. Mình lấy một ít dầu dừa. Rồi mình bỏ cái cá vô, mình áp chảo nó. À, mới bỏ vô mà thơm rồi. Sợ nhiễu vô đồ ăn. Mình phải giữ gìn vệ sinh trong căn bếp. Nước sốt thì xài dầu bình thường hả? Hành, tỏi. Đập cho anh cái trứng gà lấy lòng trắng thôi. À. Tiêu. Dạ. Mình cho 3 muỗng nước lạnh vô. Sốt tiêu đen mình cho 1 muỗng. Chừng 1 muỗng cà phê phần nước tương thôi cho nó thơm hơn. Mật ong. Ôi cái nước sốt này kinh điển luôn á anh Nhân. Cái này em cho lửa nhỏ thôi. Dạ. Đun cho anh. Để anh trở cái cá. Wow. Nhi nếm có vừa ăn chưa? Hỏi nha, hỏi. Cái mặt mà giang giang làm sao á? Vừa chưa mặn hay là làm sao? Em thấy nó hơi ngọt. Nó hơi ngọt phải không? Dạ. Rồi, chút xíu nước tương nữa là vừa rồi đó. Cá đó là lóc xương rồi mà đúng không anh? Rồi, được rồi đó. Để nguội một chút, mình sẽ vẽ cá ra. Vẽ nhỏ nhỏ ha. Cái này anh cho anh tí dầu dừa nè. Cái này mình xào vừa tới thì nó ngon hơn. Anh Nhân em làm gì có thớ thớ ngon ngon chưa nè. Bây giờ mình sẽ gói vô. Bỏ miếng da vô nó mới ngon. Đó đi em. Gấp hai cái đầu trước. Rồi bắt đầu cuốn. Chiên nữa hả anh? Ừ. À hàng chiên đúng rồi, dán nó lại. Bên này anh lo nắp chảo nè, để kẹp cá bụng rồi. Mình đưa cái phần miếng gấp bên dưới trộn mì nha. Về trộn bằng tay hết. Trộn bằng tay đi. Đừng có lo, anh cho một chút dầu dừa vô. Để cho nó bóng bóng với cọng mì ha. Với lại nó không có dính. Cái này mình sẽ để nó hơi vàng nhẹ nhẹ chút xíu. Tại ở trong nó đã chín rồi, không có cần dầu nhiều. Quá ngon luôn nè. Thơm nè. Bí. Sắn. Cá. Mì nè. Wow. Giống đi ăn nhà hàng hơn ha. Đó. Ô liu nữa nè. Ngon nè Nhi. Ý da, em lên lên trước nha. Ngon quá, chắc chắn mà Thanh thích lắm. Wow. Đúng là chỉ có đồ ăn ngon mới vực dậy được tinh thần, mới đỡ buồn thôi. Em thì không buồn thì cũng thích ăn ngon. Còn em á, không thích ăn lắm nhưng đồ ăn ngon thì thích.
Tụi em yên tâm đi, cái món này là món giảm cân cho nên yên tâm mà ăn. Công nhận cá chẽm ngon thấm ha. Ừ, đây là ước mơ của mọi cô gái, ăn hoài mà không mập. Ốm ai mà không thích, nhưng mà quan trọng là phải ốm khỏe kìa. Chứ ốm mà xanh xao rồi lại bệnh hoạn thì ốm làm chi. Đúng rồi, em đồng ý với ý kiến của anh Nhân á. Uống nước Ngọc. Uống miếng đi. Vô đây nè, 1, 2, 3. Vô. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ và xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Người em ngập tràn là nhan sắc. Về nhà thật mau để mình cùng nhau làm những món ăn ngon vui tận cùng với đời, tình yêu và nấu ăn sẽ mãi là một.